Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tên Anime. Hôm nay chúng mình tìm hiểu về những bạn gái của Shinosuke. Như các bạn đã biết, Shin là cậu bé có tính cách lầy lội, cực hài hước và rất thích các chị gái xinh đẹp. Bên cạnh đó, mối quan hệ của Shin với những nhân vật nữ trong bộ phim đều mang đến những tình huống rất hài hước và thú vị, khiến khán giả không ngừng bật cười liên tục. Vậy các cô gái đó là ai? Cùng đến với top 7 bóng hồng đáng nhớ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu bé bút chì Shinosuke nhé! Chào các cậu, ở đây có ai tự nhận mình não cá vàng không nhỉ? Hay có cậu nào muốn là người đầu tiên bóc tem video mới cứng của chúng tớ mà quên béng mất lịch phát sóng không? Và còn rất nhiều những câu chuyện tai hại xoay quanh từ quê này nữa cơ. Bạn không biết làm cách nào để khắc phục hả? Đó là vì bạn chưa dùng Memory Timer, app nhắc nhở lịch dễ dùng và đỉnh nhất đấy. Với giao diện đẹp mắt, trực quan, bạn có thể dễ dàng tạo sự kiện mới bằng cách nhấn vào dấu cộng và nhập thông tin. Thông tin của sự kiện được quản lý rất chi tiết, đáp ứng đủ bất cứ nhu cầu nào mà bạn cần, từ thời gian chuẩn đến từng giây, đến hỗ trợ cả dương lịch và âm lịch. Bạn cũng có thể dễ dàng thêm chú thích bằng cách nhấn vào thẻ của sự kiện đó. Điều gây ấn tượng nhất với tớ và khác biệt với các app nhắc nhở khác chính là Memory Timer, cho phép đặt chủ đề cho từng sự kiện. Ngoài cung cấp một kho chủ đề phong phú như Conan, Doraemon, One Piece, chúng ta cũng có thể cá nhân hóa bằng cách tải những bức ảnh bạn thích từ trong máy. Đặc biệt, các chủ đề động sẽ khiến bạn thấy vô cùng thú vị vì độ độc đáo, bá đạo của nó. Từ khi sử dụng Memory Timer, việc quản lý các công việc của tớ trở nên dễ dàng hơn. Và tớ tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn sĩ tử đấy. Nếu các cậu chưa tin thì hãy lên Google Play và tải Memory Timer về nhé. Đặc biệt ưu đãi miễn phí từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 đối với các thiết bị iOS đó. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Vị trí số 7, Shinko-chan. Shinko-chan là cô bé mang nhiều tình tiết khá thần bí và xuất hiện lần đầu trong tập phim Shinko, cô gái bí ẩn. Về hình dáng bên ngoài, Shinko có hình dáng khá giống với anh em nhà Shinosuke. Tuy nhiên, cách cư xử của cô bé này đôi khi có phần bí ẩn và khá kinh dị. Cô bé luôn xuất hiện và biến mất một cách không rõ ràng hoặc biết rõ mọi thứ về gia đình Shin. Lần đầu xuất hiện của Shinko là lần chơi cát ở công viên với Himawari. Khán giả có lẽ cũng vô cùng ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Shinko luôn đi kèm với một đám mây đen xì hình cuộn xoắn. Điều này lại được thể hiện trong tập lại là Shinko, vì cô đã nói với bố Hiroshi rằng Hima rất yêu thương bố. Thêm vào đó, cô bé Shinko này còn rất được Hima yêu quý, có thể huấn luyện Bạch Tuyết y như Shin và biết cách chỗ để tã của em bé của nhà Shin ở đâu, y như một thành viên của gia đình Nohara vậy. Shinko luôn dặn Shin phải để phần bánh pudding cho em gái Hima và yêu thương em gái. Người xem phần nào đoán được Shinko chính là Himawari đến từ tương lai 5 năm sau. Có lẽ khi Hima thành cô nhóc 5 tuổi, vì thường xuyên bị mẹ mắng nên cô bé mang tâm trạng buồn rầu, chịu đựng nhiều tổn thương như đám mây đen trên đầu nên đã quyết định trở lại quá khứ để kiểm chứng xem mình có đúng là con gái của nhà Nohara hay không. Trong tập Shinko phần cuối cùng, sau khi cảm nhận được sự lo lắng và tình yêu thương của mẹ Misae dành cho Hima, Shinko có lẽ đã hiểu ra tất cả. Đến đây, nhiệm vụ kết thúc, Shinko cũng có thể trở về tương lai của mình. Một chi tiết quan trọng đó là món quà Shinko tặng cho Hima, làm cho Hima thích đến nỗi không cho ai động vào. Thật ra, món quà Shinko tặng Hima chính là món quà mà ông Hiroshi từng tặng cho Hima. Vì khi Hima lên 5 tuổi, cô bé quay về thời điểm mình còn bé và tặng lại món quà này cho chính cô. Sau đó, chính Hima ném món quà ngược về tương lai khi Shinko từ biệt Hima trở về thế giới của mình. Trong tập Shinko phần cuối cùng, có lẽ món quà ấy mang thông điệp gửi tới Hima rằng hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc bên gia đình của mình. Đến đây, mọi muộn phiền bên trong cô bé Shinko, Hima lúc 5 tuổi đã được hóa giải vì cô đã hiểu được gia đình yêu thương mình đến nhường nào. Quan trọng nhất, sự xuất hiện ngắn ngủi của Shinko cũng đã dạy cho Shin phải biết cách yêu thương em gái. Cuối cùng, qua nhân vật này, có lẽ tác giả Yoshito Usui muốn truyền tải thông điệp về quá trình lớn lên của một đứa nhóc 5 tuổi, có lẽ sẽ rất cần sự yêu thương và dạy dỗ đúng cách của các bậc phụ huynh. Vị trí số 6, Tamiko Kaneari. Shin 5 tuổi đã có cơ hội đi đến tương lai để gặp vị hôn thê Tamako của mình. Trong tương lai, thành phố Kasukabe mà Shinosuke đang sống bị một thiên thạch lao xuống phá hủy. Toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối, hoang tàn và lạnh lẽo. Cái tên Kasukabe không còn nữa, thay vào đó là Neo Tokyo. Lúc ấy, bố của Tamiko chính là Majiro Kamiari, là một tên độc tài tham lam và độc ác.
Ông ta là chủ tịch của tập đoàn Gami Ari, đã độc quyền điện năng của toàn thành phố Neo Tokyo. Ông ta bán sản phẩm đồ điện với giá cao để thu lời bất chính cho những người dân nghèo khổ không có tiền để mua đồ điện của ông ta, sẽ phải sống trong nghèo đói và bóng tối. Khi Mazuro chiêu mộ nhân tài của tập đoàn của mình, ông đã bị Nohara Shinosuke từ chối thẳng thừng. Ngược lại, Shinosuke của tương lai còn muốn đem ánh sáng trở về cho thành phố. Chính vì vậy, để ngăn chặn ý định này của Shin, ông ta đã nhốt cậu bé trong một vỏ bọc. Vậy nên, Shin của tương lai đã nhờ vả Tamiko trở về quá khứ đem Shin 5 tuổi đến cho mình. Tamiko đã cầm máy thời gian và trở về quá khứ, đưa cậu nhóc Shin 5 tuổi đến tương lai với lời dụ dỗ được ăn sô-cô-la. Tại tương lai, cậu và nhóm bạn của mình đã gặp được bản thân mình trong tương lai. Từ đó, họ cùng nhau tham gia vào cuộc chiến chống lại đế chế của Mazuro. Thật không may, Mazuro đã bắt Tamiko, ép cô kết hôn với Kazama của tương lai và đe dọa nếu cô không nghe lời thì Shinosuke sẽ nổ banh xác. Vì tình cảm của mình với Shinosuke, Tamiko đã đành nghe theo người cha độc ác của mình. Shin và nhóm bạn của mình đã xông đến đám cưới của Tamiko và có màn cướp dâu vô cùng ngoạn mục. Để cứu chị Tamiko, Shin đã dũng cảm chiến đấu với Robot X hùng mạnh của gã Mazuro. Có thể nói, Tamiko và Shinosuke đã có những giây phút kề cận sinh tử bên nhau. Cậu bé Shinosuke 5 tuổi đã muốn được trở thành người lớn sau chuyến đi đến tương lai đó. Có thể nói, qua hành trình đi đến tương lai của Shin-chan, khán giả có thể cảm nhận được sức mạnh của những cô cậu nhóc 5 tuổi quả là không đùa được đâu. Đó là sức mạnh của nội tâm phong phú và sự hồn nhiên chỉ có ở trẻ nhỏ. Vị trí số 5, Shinobu Kandadori. Chào Kushin, lâu quá không gặp. Shinobu là bạn thân của chị Nanako. Trong phim, có thể nói, Shinobu chính là khắc tinh, là người mà luôn làm cho cậu bé Shinosuke cảm thấy sợ hãi và chạy mất dép mỗi khi cô xuất hiện. Có thể nói, Shinobu chính là vật cản đường trên hành trình tán tỉnh crush là chị Nanako của Shinosuke láu cá. Trong tập đi biển cùng chị Nanako, cứ mỗi khi kế hoạch tiếp cận chị Nanako của Shin sắp thành công, Shin sắp được ăn dưa bở đến nơi thì tác giả sẽ cho Shinobu xen vào, gây nên tiếng cười cực sảng khoái cho khán giả. Shinobu mà một mình chỉ thoa thì không biết khi nào mới xong nữa. Vì mình to khỏe quá mà. Thật ra Shinobu là cô gái rất tốt tính, chị rất yêu quý Shin, còn Shin thì khỏi nói, luôn lẩn như trạch mỗi khi gặp chị. Hay như trong tập công việc làm thêm của chị Nanako, Shinosuke đã được một fan chạy nhanh như gắn tên lửa vào mông vì sự xuất hiện của Shinobu. Trong phim, mối quan hệ của Shin và Shinobu mới chỉ dừng lại ở việc Shin luôn chạy trốn chị Shinobu. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong chờ vào việc phát triển mối quan hệ giữa Shinobu và Kushin theo hướng những người bạn tốt của nhau, đúng không nào? Chỉ có hai cô gái trẻ với một cậu bé nên cùng đi luôn đó. Vị trí số 4, Ryoko. Đang làm gì vậy hả? Cái thằng đầu sư cọ này. Theo như thống kê của em, Ryoko là một nhân vật nữ khá được yêu thích trong scene cậu bé bút chì nhờ tính cách ngầu trà bá và luôn hành hiệp trượng nghĩa cho lý tưởng của mình. Trong phim, Ryoko là đội trưởng của đội bọ cạp đỏ, là nhóm gồm ba nữ sinh bôn tẩu khắp nơi theo đuổi lý tưởng bảo vệ công lý của mình. Thật ra Ryoko lúc đầu khá ghét Shin vì tên nhóc Shin luôn làm hỏng chuyện của cô, thậm chí cứ nhìn thấy Shin là Ryoko nổi đóa và tìm mọi cách để tránh. Dần dần, sau đó mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn vì chị Ryoko nhận ra được những mặt tốt của Shin. Chính vì vậy, Ryoko đã nhận Shin làm đệ tử của mình. Thật bất ngờ khi sau đó, trong tập yêu theo cách của chị Ryoko lại nảy sinh tình cảm với thầy dạy kiếm đạo của Shin, nhưng vì tính cách mạnh mẽ nên chị lại lựa chọn cách đấu kiếm đạo với Crush để vừa gây ấn tượng với Crush, vừa không làm mất danh nghĩa của đội bọ cạp đỏ. Còn Ryoko và Kushin đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Biết đâu Kushin lại trở thành cầu nối để chị Ryoko có thể cưa đổ thầy giáo thì sao nhỉ? Tại sao lại chạy trốn vậy hả? Nhấc chân lên, phân chia thất bại. Vị trí số 3, Nene. Không phải đâu. Hôm nay là những lời nói thật lòng của mình nha. Cô nhóc tỷ Nene là bạn học cùng trường mẫu giáo với Kushin. Nene là cô bé có tính cách mạnh mẽ, láu cá, đáng yêu và đôi khi có phần hơi chua ngoa một tẹo. Ví dụ như với Masao, Nene thường tỏ ra khá là đanh đá và dữ dằn. Ví dụ như trong tập Ước mơ và tương lai của Nene, chỉ vì ăn nói vớ vẩn một xíu mà Masao đã bị Nene cho ăn trưởng rồi. Trong phim, mối quan hệ giữa Shin và Nene chính là mối quan hệ giữa những đứa trẻ học cùng và chơi cùng nhau. Nếu như tính cách của Shin là thánh lầy, thì Nene là nữ hoàng drama thích hóng thị phi. Chính nhờ tính cách đặc trưng này của hai nhân vật mà khán giả luôn được những mẹ cười sảng khoái. Ngoài ra, Shin còn chính là nỗi ám ảnh của mẹ Nene. Mỗi khi Shin xuất hiện, mẹ Nene đều vô cùng sợ hãi và chỉ tìm cách lẩn cho nhanh. Trong tập kế hoạch đi mua sắm, Shin đã phá tan kế hoạch shopping của mẹ Nene, thậm chí còn liên tục chọc giận mẹ Nene khiến cô phải xả giận lên thỏ bông. Sau này, khi xuất hiện thêm ai, là cô bé chuyển trường đến trường mẫu giáo của Shin học.
Ai rất thích Shin thì Nene lại tỏ ra tính cách hiếu thắng của mình, không cho ai lại gần Shin. Trong tập phim ngủ ở trường mẫu giáo hồi hộp quá, khi thấy ai có ý định ngủ bên cạnh giường của Shin thì Nene đã ngay lập tức ngăn cản với lý do mình với bạn Shin chơi với nhau lâu hơn mà. Ngay sau đó, hai cô nàng này đã tuyên chiến với nhau để giành được chỗ ngủ kế bên Shin. Có thể thấy được rằng cô bé Nene này cũng rất có nghĩa khí với bạn bè của mình. Vị trí số 2, Aisu Otome. Ai là cô nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn, mới chuyển trường đến mẫu giáo của Shinosuke? Có thể nói, ai có hoàn cảnh gia đình nghèo rớt tiền đô, nhà không có gì ngoài điều kiện, là tiểu thư Trâm Anh Thế Việt. Trong tập ai lần đầu đi mua sắm đó nha, chỉ riêng với việc cô muốn tự mình đi mua rau thôi mà cuộc họp giữa hàng chục vệ sĩ đã được tiến hành. Đi học luôn được người đưa người rước, dài thảm đỏ và tận trong lớp. Tuy nhiên, ai lại cực kỳ mê Shin. Thậm chí trong tập tới đến trường với kimono, ai đã diện nguyên một bộ kimono có giá trị tương đương một chiếc limousine để gây sự chú ý với Shin đại nhân. Trái ngược với sự tán tỉnh vồ vập và nỗ lực của ai, Shin thường xuyên cho ai ăn bơ không thương tiếc. Ngoài ra, Masao lại rất thích bạn ai. Trong tập Masao có 102, để có thể giành được tình cảm của ai, Masao đã quyết định bắt chước tất cả hành động, cử chỉ của Shin như tán tỉnh các chị gái xinh đẹp, cắt ngang lời nói của Nene và cởi quần khoe mông làm người ngoài hành tinh. Còn người mà Shin thích thì lại là chị Nanako. Theo các bạn, mối quan hệ tình tay tư này rồi sẽ đi đến kết cục như thế nào đấy? Chú tối hư thật xấu của Shin nữa. Mà thay vào đó hãy thử làm sao để có thể trở thành người có cá tính đặc trưng duy nhất của mình. Và cuối cùng, vị trí số 1, Nanako. Chào cô Shin. Trong phim, cô gái mà cậu bé Shin luôn dành tình cảm đặc biệt và lâu dài nhất đó chính là chị Ohara Nanako, một sinh viên đại học xinh đẹp. Trong tập tình yêu đích thực của tớ, kể từ sau lần gặp chị Nanako trên đường và trúng tiếng sét ái tình, Shin đã bị Nanako cướp mất trái tim. Cậu bé Shin ngày nào giờ đây đã biết yêu là gì và quyết tâm theo đuổi chị Nanako. Tuy nhiên, trong lần đầu gặp lại, vì sự cố, cậu bé Shin đã nhảy điệu người sao hỏa trước mặt Crush và tự làm bể kế hoạch của mình. Khán giả phải công nhận một điều là sự dai dẳng, bền bỉ và ý chí quyết tâm trong hành trình lái máy bay của Shin thực sự đáng khâm phục. Cứ mỗi lần được ở bên hoặc đi chơi với chị Nanako thì khỏi nói, cô Shin sung sướng đến cỡ nào. Thậm chí, cô Shin còn sẵn sàng giảm cân hay ăn món mình cực ghét là ớt chuông để ghi điểm trong mắt Nanako. Trong tập công việc làm thêm của chị Nanako, cô Shin khi nghe được tin đến quán làm thêm của Crush thì sung sướng đến 9 tầng mây. Hay như trong tập đi biển cùng chị Nanako, cô Shin còn xông pha đi cứu chị vì tưởng chị bị cá mập tấn công nữa. Thậm chí, trong tập chị Nanako sắp kết hôn, cô Shin còn bị một fan sốc đến trầm cảm vì hiểu nhầm chị yêu dấu của mình sắp đi lấy chồng nữa. Bên cạnh đó, độ ảo tưởng của Shin còn cực cao khi luôn nghĩ chị Nanako cũng thích mình. Ừ, mẹ xin lỗi nha, mẹ đâu có biết là con đang nghĩ Takuya và chị Nanako lấy nhau. Mặc dù vậy, khán giả vẫn chưa thể đoán trước được diễn biến tình cảm của chị Nanako và Shinosuke sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc chắn ở hiện tại, họ chính là những người bạn rất tốt của nhau. Ấy, chà, xin lỗi nha. Và trên đây chính là top 7 cô gái đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Shinosuke. Mỗi cô gái đều góp phần tạo cơ hội cho cô Shin thể hiện được một phần nào tính cách cực lầy lội của mình. Nhưng vì Shin chủ yếu tán gái dạo ngoài đường nên số lượng cô gái mà Shin từng tán tỉnh là không đếm xuể. Trên đây là những tổng hợp khách quan của chúng mình. Nếu bạn có bổ sung gì hãy cho chúng mình biết bằng cách comment ở phía dưới nhé. Và như thường lệ, hãy like, share video này và subscribe kênh anime để đón xem các video tương tự nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye!